dự chương trình khai hội truyền thống của làng Khả Phú. Thưa quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo, cầu nguyện cho đất trời phù hộ độ trì cho chúng ta có được sức khỏe, được bình an, được hạnh phúc. Và trong bầu không khí linh thiêng lúc này đây, những tiếng trống trầm bổng như hội tụ hồn thiêng sông núi, lịch sử của một dân tộc là con lạc cháu Hồng. Với niềm tự hào của con lạc cháu Hồng, chúng ta cùng trở về đây để tham dự chương trình lễ hội truyền thống. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng tâm về chương trình lễ hội truyền thống, để chúng ta sẽ ngay sau đây đến với những âm thanh hào hùng trầm bổng như của đất trời, như lòng người hướng về mười phương chư Phật, hướng về chư vị tiền nhân, cầu mong phù hộ cho quốc thái dân an, nhà nhà được bình an hạnh phúc. Và sau đây sẽ là tiếng trống để chúc mừng cho chương trình khai hội truyền thống của làng Khả Phú với phần trống hội khai xuân của các nghệ sĩ nhà hát Chèo Thái Bình. Xin phép được bắt đầu. Thank you.
Xin phép được khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng khai mạc lễ hội truyền thống làng Khả Phú ngày hôm nay. Một lần nữa, trước khi ngừng lời, các nghệ sĩ nhà hát chèo Tân Bình xin được kính chúc toàn thể cán bộ và nhân dân được mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho chương trình khai mạc lễ hội ngày hôm nay được thành công viên mãn. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban tổ chức lên tiếp tục chương trình.